Sự thật chứng minh cuộc sống ở thời Trung Cổ vô cùng thú vị. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết những sự thật ở thời Trung Cổ. Mọi người không có thời thơ ấu trong thời Trung Cổ, họ thậm chí còn không biết tuổi của mình. Những đứa trẻ sinh ra ở thời Trung Cổ được coi là xấu xa. Thời thơ ấu bắt đầu được xem như một giai đoạn riêng biệt của cuộc đời vào thế kỷ 17. Và khi đó trẻ sơ sinh bắt đầu được coi như những sinh vật vô tội cần được bảo vệ. Để kết hôn, người Trung Cổ không cần phải tổ chức một sự kiện lớn, chỉ cần có sự đồng ý của cô dâu và chú rể. Một cặp đôi có thể kết hôn ở bất cứ đâu, ngay cả trong quán rượu. Nhưng nên có người chứng kiến hôn lễ để tránh bất trắc. Người ta thường tin rằng những người giàu có trong thời Trung Cổ chủ yếu là quý tộc. Nhưng ngay trong thế kỷ 13, vẫn có những thường dân giàu có thể sở hữu một lâu đài. Đó là Antar of Nozen, người mà Harry bà tước Champagne rất kính trọng. Bà tước Champagne thậm chí còn gọi ông là thường dân của đức ông. Cho đến thế kỷ 16, con người đã có một dáng đi hoàn toàn khác, tất cả là do đôi giày. Hầu hết mọi người vào thời đó đều không có giày và quấn rẻ quanh chân hoặc đi chân trần. Những người giàu có hơn thì đi ủng da. Nhưng đôi giày này không có đế nên có thể cảm nhận được từng viên sỏi trên đường. Do đó, mọi người đi bộ như múa ba lê phải kiểm tra xem mặt đất có đủ an toàn không. Vào thời Trung Cổ, mọi người thích cười. Người ta tin rằng nếu một người cười thì họ có máu tốt và khỏe mạnh. Tuy nhiên, điều này chỉ được xác nhận vào thế kỷ 12. Trước đó, tiếng cười được coi là điều gì đó đáng chê trách và có thể được coi là dấu hiệu lá lách đang hoạt động. Trong các lâu đài, nhà vệ sinh được đặt riêng biệt. Hiệp sĩ Teutons thậm chí còn từng xây một tòa tháp độc lập, đặt nó trên mép của một vùng nước được gọi là Dansker, theo một giả thuyết từ này xuất hiện từ tên của thành phố Danzig, và theo một giả thuyết khác thì nó được kết hợp từ Dance, có nghĩa là ướt trong tiếng phổ. Vào thời Trung Cổ, nhiều thứ đã được phát minh ra mà chúng vẫn sử dụng cho đến ngày nay, ví dụ như dấu chấm hỏi được nhà khoa học Ancron of Yost, cố vấn của Charlemagne. Từ máy tính bắt nguồn từ computus trong tiếng Latin có nghĩa là quá trình tính toán ngày lễ phục sinh trong lịch Thiên Chúa Giáo. Vì vậy, có thể các giáo sĩ thời đó đã sử dụng máy vi tính. Meme cũng được phát minh vào thời Trung Cổ, có những hình ảnh vui nhộn kèm theo dòng chữ vào thời điểm đó. Chúng được gọi là máy bay không người lái, những hình vẽ truyện tranh trên lề của các bản thảo.